phản bác RFA xuyên tạc nhân quyền Việt Nam. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra báo cáo nhân quyền năm 2023, trong đó có những nhận định phiến diện sai thực tế đã bị Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế phản đối. Tiếp theo đó, RFA và nhiều trang mạng khác phát tán thêm nhiều tin bài khuếch trương. Điều đáng nói là những tin bài đó đều ra sức xuyên tạc, thêu dệt, dù không có một bằng chứng thực tế nào. Trong phần đầu của báo cáo này đã trắng trợn đưa ra những thông tin hoàn toàn sai thực tế. Chúng không ngần ngại vu cáo Việt Nam hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt và tự do báo chí, bao gồm bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, kiểm duyệt ra các luật về hành vi phỉ báng mang tính chất hình sự, hạn chế nghiêm trọng tự do Internet, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp hòa bình và tự do lập hội, bao gồm các luật hạn chế quá mức đối với việc tổ chức, tài trợ hoặc hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, hạn chế tự do đi lại, trong đó có việc cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động. Những gì mà nội dung bản báo cáo phản ánh trong thực tế còn khắc nghiệt hơn. Thời gian vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường đàn áp, bắt bớ những người bất đồng quan điểm, quấy nhiễu gia đình người tù chính trị và tăng cường đàn áp tù nhân chính trị trong trại giam. Rồi đi đến quy kết, nội dung báo cáo không có gì bất ngờ, vấn đề của nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tồn tại hàng chục năm qua, từ khi Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước, nhân quyền và dân quyền không được thực thi. Trên diễn đàn quốc tế, đầu tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đoàn đại biểu nước ta đã tham dự tích cực phiên đối thoại theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR, chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tại diễn đàn này, cộng đồng quốc tế đã đánh giá cao thành tựu về nhân quyền của Việt Nam ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Kể từ đó đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiến pháp, pháp luật, nhiều chính sách nâng cao quyền con người, thể hiện rõ nét ở những thay đổi trên thực tế, đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân không ngừng được cải thiện. Về đời sống kinh tế xã hội, chỉ tính từ năm 1993, hơn 40 triệu người đã thoát cảnh nghèo đói, và kể từ năm 2005, tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm hơn một nửa. Nước ta từ vị thế bao vây cấm vận, kinh tế khủng hoảng đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới và góp phần vào duy trì an ninh lương thực trong khu vực và trên thế giới. Trong hơn 20 năm qua, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 40 lần. Những kết quả này được nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Về phát huy dân chủ, quyền tiếp cận thông tin, Việt Nam đã ban hành luật tiếp cận thông tin và nhiều luật quy định liên quan, nhiều chương trình giảm nghèo thông tin, xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất, từng bước làm giàu đời sống thông tin, tinh thần người dân. Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội ở Việt Nam đã tạo nên sự phát triển vượt trội về tự do báo chí, tự do ngôn luận. Mọi người dân đều có thể truy cập nhiều mạng xã hội, tạo nên các tài khoản trên mạng xã hội, tiếp cận thông tin nhanh chưa từng, trong đó có những mặt trái thông tin sai lệch, thông tin chưa kiểm chứng. Số lượng người sử dụng Internet ở ta tăng nhanh đạt hơn 78 triệu người dùng, có 25 triệu thuê bao di động được đăng ký mới và mạng 4G đã bao phủ xấp xỉ 99,8% dân số. Các quyền tự do lập hội, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, phát triển bền vững được phát huy. Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 72.000 hội đang hoạt động và có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, các chương trình của nhà nước, các gói an sinh xã hội giá gần 88.000 tỷ đồng, chiếm 1% GDP quốc gia đã được phân bổ hiệu quả cho các nhóm cụ thể. Theo chính UNDP, Việt Nam có chỉ số phát triển con người tiếp tục tăng từ hạng 115 lên 107, được xếp trong nhóm có chỉ số cao. Về chỉ số bình đẳng giới, nếu năm 2021 chỉ số của Việt Nam xếp thứ 87 trên 146, nay đã xếp thứ 72 trên 146, tăng lên 15 bậc. Những kết quả trên đây cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam trong vấn đề bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, với thái độ thù địch, thiếu thiện chí nhằm thực hiện mưu đồ đen tối chống phá Đảng, Nhà nước ta, một số tổ chức cá nhân đã lợi dụng sự kiện Việt Nam thực hiện báo cáo quốc tế theo cơ chế UPR chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để không ngừng tấn công, đưa thông tin sai lệch về quyền con người ở Việt Nam. Điều nực cười là các đối tượng hùa theo phát
Điều nực cười là các đối tượng hùa theo phát tán thông tin sai lệch xuyên tạc thù địch mà không hề biết thực hư thông tin như thế nào. Ví dụ như gần đây, Việt Tân tổ chức cuộc biểu tình livestream trên mạng xã hội. Dễ dàng nhận thấy, mục tiêu của cuộc biểu tình này không chỉ để xuyên tạc nhân quyền trong nước, mà còn là chống phá đảng, nhà nước, hạ thấp uy tín của Việt Nam. Các yêu sách đưa ra vẫn quen thuộc và vẫn vô căn cứ. Yêu sách đòi nhà cầm quyền, ngừng bắt bớ, đàn áp người dân, trả lại tự do cho những người bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm. Những người được nhóm biểu tình xướng tên lên như Lê Đình Lượng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Thúy Hạnh. Nhưng khi chúng hô vang tên Lê Thị Công Nhân, chính người dẫn dắt livestream còn gọi nhầm là Phạm Công Nhân. Song cả đám vẹt vẫn đồng loạt hô theo. Những đối tượng mà nhóm biểu tình nêu tên đều đã khá nổi tiếng nhờ các tội trạng đóng góp cho hoạt động chống phá và đã được phát xử theo pháp luật. Như Lê Đình Lượng đã có hành vi lôi kéo người khác vào tổ chức khủng bố Việt Tân, lợi dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Y đã được Tòa án tỉnh Nghệ An xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân năm 2018 với hình phạt 20 năm tù. Nguyễn Thúy Hạnh năm 2021 đã bị khởi tố, bị tạm giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù Việt Nam có phát triển như thế nào, dù những kết quả về nhân quyền đã đạt được đáng ghi nhận, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao ra sao, thì các đối tượng thù địch, phản động vẫn luôn không ngừng hoạt động, âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhưng chúng không thay đổi trắng thay đen, bởi thực tế sừng sững về những thành tựu phát triển tự do ngôn luận, tự do thông tin, Internet, mạng xã hội, cũng như những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi mặt. Nhân dân Việt Nam vẫn trên con đường phát triển, Việt Nam vẫn tiếp tục không ngừng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đề ra, nâng cao khả năng thụ hưởng các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa cho mọi người dân.